găng tay phải là thì thầm luôn nha anh em. À, thì thầm mũi sừng luôn ha. Honda GX25 made in Japan. Và một con Mitsubishi TL23 trợ lực hai kim zin. Made in Japan có dập trong lốc và đặc biệt con này tum G tum 260. Đó, hai con xịn sò trong lô của ngày hôm nay 10 cây nha anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay là ngày 5 tháng 9 ha. Em lên cho mình cái lô máy cắt cỏ. Lô hôm nay chữ C từ con C1 cho tới con C10. Và có một cái đầu máy tum G tum 260 về cho anh em độ chế. Hoặc là anh em nào ở nhà đó cái bộ cần 260 đó thì mình lắp vô mình sử dụng ha. Nó sẽ đỡ cái chi phí cho mình. 10 con máy này thì từ con C1 tới con C9 thì sẽ là máy 2 thì xăng dưới nhớt mình pha chung, nhớt 2T. Còn mà cái con số 10 anh em là cái con Honda GX25 thì nó là 4 thì xăng duy nhất riêng. Thì cũng cảm ơn anh em hôm nay đã ủng hộ máy của em cái lô ngày hôm qua cũng khá là nhiều nha anh em. Ở chỗ cũng cả đống à. Đang cho hàng đi ha, thì hàng anh em ngày hôm qua em like anh em chốt thì chiều hôm nay là đi hàng luôn đó nha. Ngày hôm qua là 4 tháng 9 thì hôm nay là chiều 5 tháng 9 là em cho đi hàng đó. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì bên em có dùng Zalo nha. Anh em gọi trực tiếp hoặc là gọi Zalo đều được ha. Bên em thì không có chặn người lạ nha anh em. Anh em không có kết bạn thì anh em cũng có thể gọi Zalo bên em bình thường ha. Khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được là miễn phí ship. Miễn phí ship ở đây ví dụ như con C1 nè, hiện tại giá em đang để là 1 triệu. Thì khi mà hàng tới nơi, anh em kiểm tra máy là coi đúng máy mình chốt không, thử máy là mình đổ xăng pha nhớt vô bình thử và phụ tùng đi kèm là 6 món. Anh em kiểm tra thử máy đầy đủ hết, xong anh em thanh toán shipper đúng 1 triệu là đủ. Trừ khi anh em mua thêm nhớt hoặc là anh em mua thêm cái bơm nước hay gọi là bơm đuôi đó, hoặc là cái lồng gom lúa, cỏ đó, thì những cái món đó anh em mua kèm theo thì sẽ tính tiền thêm. Còn lại anh em khi mà anh em chốt máy thì sẽ không có thêm một cái tiền hết. Ví dụ như C1 là 1 triệu là đúng tới nơi trả 1 triệu thôi ha. Và khi chốt hàng thì cho em địa chỉ và số điện thoại là em giao tặng nhà luôn. Anh em không có mắc trước một cái đồng tiền cọc nào hết nha. Ví dụ như sẵn được thì anh em nhận hàng giùm shipper luôn cũng được. Còn không thì anh em cứ ở nhà shipper sẽ giao tặng nhà cho mình luôn. Anh em thử hàng thì mình có quyền là thử máy nổ, mình cắt cỏ thử luôn nha anh em. Anh em cứ thử ok là hết thì anh em thanh toán shipper. Nhưng mà mình thử thì mình cũng tranh thủ xíu để cho shipper người ta đi giao cái hàng khác nha anh em. Ví dụ như thử máy ở 10 hay 15 phút gì đó, ok hết rồi, cắt cỏ ngon lành rồi thì mình thanh toán shipper ha. Rồi, địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ở trong chợ Ngã Tư hay gọi là chợ Trung Hưng đó nha anh em. Cái chỗ này thì em cũng mới về, cái chỗ này là địa điểm mới. Địa điểm cũ em ở khúc kia khoảng tầm 100m. Anh em nào trước có xuống địa chỉ cũ thì giờ anh em muốn lên lại cửa hàng thì anh em gọi cho em ha. Em sẽ hướng dẫn hoặc làm chỉ chỗ cho anh em lại cửa hàng của em, nó cũng kế bên thôi. Rồi, có xem clip thì nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Em vô trước cho mình cái đầu máy nha anh em. Quá giòn luôn nha anh em, quá đã luôn. Đầu này là của thằng Mitsubishi T140 nha. Nòng 32 ly, công suất 23cc ha. Máy thì bên em đã dọn nổ ok hết rồi. Giờ chỉ việc là anh em lắp cho anh em sử dụng thôi. Mình xài gì thì mình lắp cái đó. Anh em chốt thì bên em sẽ tặng cho mình là cái bộ bố côn nè và bốn ốc luôn nha anh em. Bốn ốc tôm luôn. Ở về nhà anh em đang có cái bộ cần 260 cần thẳng hay gì đó. Anh em lắp vô anh em xài, còn không thì anh em lắp vô thùng xịt thuốc ha, xài đều được hết luôn nha anh em. Bình xăng con quanh gồ này nha. Máy thì nhảy nổ ok hết nha anh em, một cái lụm luôn. Rất là ok ha. Rồi cái đầu này em bán cho anh em là 900.000 bao ship luôn nha anh em. Rồi khi mà anh em chốt từ con C1 tới con C10 ngoài bao ship ra thì sẽ còn tặng kèm cho mình thêm là 6 món phụ tùng ha, gồm luôn cả những cái chắn cỏ đó. Rồi con đầu tiên là con C1. Yeah.
này giá 1 triệu chứ thấy chị ngon ghê luôn em. Do cái con này là thương hiệu của nó thì nó không có được có tiếng như mấy thằng như Mitsu hay là Maru rồi ha. Với lại công suất nó nhỏ cho nên giá nó rẻ thôi. Chứ con này em nghe tiếng máy nó chạy thì nó là rất là phao luôn nha anh em. Tiếng máy nổ rất là khỏe luôn á. Đồng 30 ly 20cc ha. À, bình xăng con thì nó là bình xăng con 2 kim. Đây, 2 kim mới, quanh gồ ha. Tôm thì nó là tôm gợi, tôm nhôm này nha anh em. Dòng này mình gọi là Tanaka dược sao. Còn không thì anh em gọi là Tanaka Power cũng được. À, đây nó có chữ Power nè. Anh em quen cái cách gọi sao thì mình gọi vậy cũng được bình thường nha anh em. Cái chỗ này là cái áo nó có sẵn nha, cái kiểu của nó nha anh em. Kiểu chụp Ugi nha, chứ không phải nó bị cắn hay bị bể nha anh em. Cái kiểu của nó vậy ha. Rồi, công tắc ấn nè. Tay lấy đôi, gai giữ nha. Tem mát trên lắp rồi còn đầy đủ cho anh em hết nha nè. Đó, không bị bong chóc gì hết ha. Về việc là anh em xăng pha nhớt đầy đủ, lưỡi dao hay là ổ cước hay là chắn cỏ gì là bên em đầy đủ hết, có luôn cả dây đeo cho mình luôn nha. Rồi C1 giá 1 triệu, con này anh em dùng gia đình cắt cỏ vườn cỏ nhà thì con này phải nói là cực kỳ hợp lý, rẻ, lợi xăng mà nó gọn anh em. Con này xăng nhớt luôn thì nó cũng tầm khoảng 4,5 kg thôi, cũng khá là nhẹ nhàng cho mình luôn á. Rồi C1 giá 1 triệu nha. C2 những con máy mà nó cùng công suất giá nó có chênh lệch đó thì cái đó tùy theo cái thương hiệu với lại cái mà nó đi kèm đó anh em. Đây ví dụ con C2 với con C1 chênh lệch 200.000 là thứ nhất về cái thương hiệu là Maru, C2 là Maru ha. Và cái thứ hai nó khác ở chỗ là con này là chụp giật trợ lực nha nè, trợ lực luôn và trong lốp nó có chụp mắt in da băng. Đó là những cái điểm khác cho nên giá nó có chênh lệch chút xíu. Còn về công suất là nó như nhau. Thằng này nồng cũng là 30 ly, công suất 20cc, tình trạng là zin hết nha anh em. Bình xăng con zin quanh gồ nè. Đó, bình xăng lớn nó cũng là bình zin luôn. Hai cục cao su bảo vệ bình xăng còn đầy đủ hết luôn nè ha. Trong lốp là có dập mắt in da băng nè. À, cái thương hiệu của nó cho nên là cái giá nó cũng sẽ có chênh lệch chút xíu nằm ở mấy cái chỗ đó thôi. Chứ về công suất thì dường như nhau. Tâm liền, tâm nhựa ha. Công tắc thì nó là công tắc ấn nè. Tay lấy đôi, gai giữ nha. Lắp chắn cỏ đầu bò đầy đủ nha nè. Chắn cỏ zin còn liền lạc không có bể vỡ ha. Ở trợ lực và máy thì cũng rất là nhạy nổ luôn. Anh em chỉ cần dở nhẹ giật cái là chạy luôn á. Rất là ok nha anh em. C2 giá 1,2 triệu. C3 C3 là con Geno Komatsu nha anh em, G2KC, nồng 32 ly ha. Con này thì nó là 23cc nha anh em. 23cc. Đó, bình xăng con thì con này thì đã lên mình 2 kim mới nha anh em, 2 kim quanh gồ. Thì cái dòng này thường đa số thì sẽ là 2 kim mới hết. Do cái bình xăng zin của nó về là thường là anh em là chạy nó không có qua xăng đều anh em, giật rất là chậm nổ. Mà khi đã qua xăng được thì nó chạy cũng không có được ngon nữa. Cho nên những cái dòng mà anh em thấy anh em coi trên live đó ha, là cái dòng G2KC kiểu này nè là thường là mình hay kim hết mới hết, giống như cái thằng đề mà Echo khủng hoang cỏ gì á nè, kiểu nó vậy á. Tôm thì nó là tôm liền tôm nhựa nha, mà được cái là mấy cái dòng này máy móc nó chạy rất là bền nha anh em, phải nói là cực kỳ bền luôn á. Dòng Komatsu công tắc ấn nè, hai công tắc zin theo máy luôn nha. Tay lái thì nó là tay lái đôi và đặc biệt nó dùng con này là ga hai chế độ luôn. Anh em kéo buông là nó như ga bóp ha, buông là tự động nó chảy về nè. Còn anh em muốn giữ, kéo tới đâu nằm tới đó thì mình giữ cái này vô. Đó, là kéo tới đâu nằm tới đó cho mình nè. Đó, cho nên mình gọi ga này là ga hai chế độ. Thường anh em thấy mấy cái ga này ở trên mấy cái dòng Tanaka Hitachi như thằng này nè, là nó sẽ có cái này. Mà thằng này hơn cái hôm nay là sao nó có được cái bộ tay này luôn ha. Rồi, lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết nha anh em. Đó, anh em muốn khỏe, bền, rẻ thì anh em đúng là con này luôn. Khỏe, bền mà rẻ luôn. C3 giá 1,3 triệu ha. C4
C4 là con Hitachi nha anh em. Hitachi này là nồng 33 ly, công suất của nó là 24cc nè. Chập giật có trợ lực nha. Máy thì rất là nhạy nổ luôn. Mà anh em nghe tiếng máy chạy giống như là xì bo nè. Bụp ha. Lên cà hù bụp. Bình xăng lớn nó rất là đặc biệt nha anh em. Thiết kế nửa bình. Làm cũng đọc khác hiện tại nữa không. Thiết kế chỉ có nửa bình xăng thôi. Nhưng mà nhờ đứng dẫn cái là phía sau nó có hai cái chân chống bình xăng nè. Như cái chân giữ đó ha. Đó, giúp cho máy khi mình để xuống đất nó vẫn giữ thăng bằng cho mình tốt. Bịch tôm thì nó là tôm liền, tôm nhựa nha anh em. Và cái chữ Hitachi con này là nó dập nổi luôn. À Hitachi, thương hiệu nó dập nổi luôn ha. Tay lái thì con này là tay lái đôi và đặc biệt nó xài cho mình là bộ tay ga bóp nè. Quá xịn sò luôn nha anh em. Công tắc trên tay rất là tiện, đây mình bóp ga cò ga nè, tắt máy thì thò đây ha. Rất là tiện luôn. Rồi, lắp đầu bò đầy đủ cho anh em hết ha. Zin nguyên bản nha anh em. Con này là không có thay thế bất cứ một cái gì mới hết luôn. Trợ lực ha, và rất là nhạy nổ. C4 giá 1.350.000 nha. C5 C5 là con Echo này, bên em còn gọi là Echo này mới nha anh em. Thiết kế với lại cái kiểu dáng được sản xuất sau những cái năm mà 2000 á, cho nên là bên em gọi cái dòng này là Echo này mới. Nồng con này là 32 ly, công suất của nó là 22cc nha. Bình xăng con thì nó là bình xăng con 2 kim zin nè. Bình xăng lớn thì nó cũng là bình zin luôn. Con này là nguyên cây, là nguyên bản hết luôn nha anh em. Bên Nhật về bên em xúc cửa bình xăng là lụm luôn á. Đây, tên máy nè. ERT220. Số seri là 58013291. Lốc mới tinh luôn nha anh em, rất là mới luôn ha. Tôm thì nó là tôm liền, tôm nhựa nè. Tem mát đầy đủ luôn. Con này cái cùm là 4 con ốc nè anh em nhìn nè. Dòng này đặc biệt là cùm là 4 ốc là trắng tươi không luôn nè. Rất là mới luôn ha. Rồi, tay lấy đôi. Ga thì con này nó xài ga bóp luôn nha anh em. Và công tắc thì nó nằm trên tay luôn nè. Quá tuyệt vời, quá xịn sò luôn. Lắp đầu bò đầy đủ cho anh em hết ha. Tem mát trên lắp còn đủ hết nha anh em. Đó. C5 giá 1.450.000. C6 nhả ra thử luôn nha. C6 là con Ryobi, dòng này thì còn gọi là Zeno Komatsu á nè. Con này là 23 ha, 2370 nè. Nồng 32 ly, công suất 23cc. Mấy thằng này thì cái đời là chụp giật trợ lực hết luôn nha anh em. Đặc biệt là cái áo nó còn rất là mới ha, dạng ươm luôn. Ở trên bô là nó có số seri luôn nè. Đó, trên bô nó có số seri riêng luôn nha anh em. Áo thì rất là vàng ha, rất là mới luôn. Mặt trước là không có bị nắm khối nè. Bình xăng con thì bên em đã lên cho anh em con này là bình 2 kim mới quanh gồ ha. Đây, 2 kim quanh gồ luôn. Con này thì tôm nó là tôm liền, tôm nhựa nha anh em. Tôm anh em nhìn nè, trắng tươi luôn ha. Đó, tôm rất là đẹp, áo trên đây còn cái chữ Ryobi cho mình luôn. Đó, còn tem còn chữ luôn ha. Tay lái thì nó là tay lái đôi. Và ga nó xài là ga dạng như ga gài máy cưa. Anh em kéo bóp này thì anh em phải giữ cái này xuống ha. Và kéo anh em. Đó, ga gài máy cưa. Công tắc trên tay nè. Quá thực tiện luôn nha anh em. Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết. Tem mát còn đủ, trắng cỏ zin cho mình cũng còn nguyên cho mình ha, không có bể vỡ gì nha. Tem mát còn nguyên si luôn. Chụp giật trợ lực nha anh em. C6 giá 1.400.000. C7. Rồi kiểm tra lại.
C7 là con Maru. Con này là mã của nó là MB2320 nha anh em. Đồng 32 ly ha, công suất 23cc. Con này tình trạng cũng là zin nguyên cây cho anh em nè, giống như con Nitro đời mới này nè. Đó, không có bị thay thế gì nha anh em. Bình xăng con là bình xăng con zin quanh gồ nè. Bình xăng lớn thì nó cũng làm bình zin cho mình luôn. Trong lốc thì tất nhiên không thiếu cho anh em là tem Made in Japan chữ dập nổi nha. Đó, chữ Made in Japan chữ dập nổi cho mình luôn. Và con này nó hay ở chỗ là tum G, tum 260 nha anh em. Giống như cái đầu máy Mitsu hồi nãy á, thì anh em muốn tháo G ra thì anh em việc là tháo bốn ốc này ra là lấy cái đầu máy. Thường thì anh em sẽ tháo, anh em gắp xịt thuốc. Còn không thì anh em muốn độ chế cũng được. Nó là cắt cỏ thì nó sẽ về là thứ nhất là được cắt cỏ, là thứ hai là bơm nước. Bơm nước thì anh em chỉ cần là gắp trực tiếp vô cái đầu bò thôi là anh em có thể bơm nước được rồi. Mà này là anh em tháo G ra anh em chế cháo cũng được luôn. Nó hay ở chỗ này nữa, cho nên mình gọi là đa dụng đa năng nha anh em ha. Tay lái đôi, gầy dữ nè. Lắp đầu bò đầy đủ ha, tem mát trên lắp còn đủ luôn nha anh em. Đây MB2320 đó, tem còn đầy đủ cho anh em luôn nha. Rồi C7 giá 1.500.000 nha anh em, bô nè chất tươi luôn ha. C8 C8 là con Mitsubishi TL23 nha anh em. Nồng 31 ly 23cc. Phải nói là con này phải là cực kỳ VIP luôn nha anh em. Siêu siêu VIP luôn. Tình trạng là zin nguyên bản 100%, chập giật có trợ lực. Bình xăng con là hai kim zin quanh gồ, phải nói là cực kỳ lợi xăng. Máy móc Mitsubishi đã làm rất là chỉnh chu cho anh em. Canh chỉnh phải nói là cực kỳ ok, máy móc cực kỳ bền luôn. Đi kèm cho mình là hai kim zin quanh gồ luôn nha anh em. Cực kỳ lợi xăng, qua xăng cũng rất là đều luôn ha. Nên những cái dòng này phải nói là giá trị rất là cao nha anh em, thương hiệu rất là lớn, kèm theo thương hiệu lớn là máy móc nó phải chỉnh chu nha anh em, cho nên nó mới có thương hiệu được ha. Đó, bình xăng lớn nó cũng là bình zin, nó có cái khung bảo vệ bình xăng lớn bằng nhựa nè. Đó, dòng từ trước ra sau luôn, nhưng mà nó bằng nhựa cho nên cũng rất là nhẹ cho mình luôn nha anh em. Vừa đảm bảo an toàn với bình xăng lớn mà nó lại nhẹ nhàng cho mình khi mình quải nữa ha. Trong lốc có dập Made in Japan chữ dập nổi nè. Anh em nhìn cái tum phía sau nè. Đỏ ao luôn nha anh em. Con này là tum G, tum nhôm, tum 260. Số series con này là 150993 ha anh em. Model thì nó là 231 nha, còn cái chụp giật thì nó để là tem TL23 ha. Đó, model TL23, còn cái tem chụp giật là TL23, còn model thì nó để là TL231. Tum thì quá đẹp. Tum nó là mới tinh luôn nha anh em. Đó, bộ tay thì nó là bộ tay lấy đôi. Gai giữ nè. Công tắc thì nó là công tắc ấn trên tay cho mình, rất là nhẹ nhàng nha anh em. Láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ nè. Và đó là cực kỳ VIP luôn ha. Rồi C8 giá 1.800.000 nha. C9 C9 là con Maru 26 nha, nồng 34 ly, công suất của nó là 26cc nha anh em. Đó, tình trạng này là zin nguyên bản cho anh em hết luôn nè, không có bị thay thế bất cứ một cái gì luôn. Đó, áo này kia là liền lạc hết á, không bể vỡ nha anh em. Bô thì trắng tươi luôn nè. Đây, bô rất là đẹp nha. Bình xăng con thì nó là bình xăng con zin quanh gồ theo máy nè. Đó. Đây, bình xăng quanh gồ luôn. Bình xăng lớn thì nó cũng là bình zin luôn nha anh em. Và trong lốc thì nó không thể thiếu cho anh em là tem Made in Japan chữ dập nổi nha, nằm ở trong nha anh em, chữ hàng ngang. Đó, anh em nhìn ở đây nè ha, Made in Japan. Bình xăng lớn thì nó cũng là bình zin theo máy, và tum con này thì nó là tum liền, tum nhựa nha anh em. Công tắc ấn nè. Đây rồi, ta lấy đôi gai giữ nha, lắp trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn. Đó, tem mát trên lắp còn đủ rồi nha anh em, 26cc ha. Ở dòng Maru thì em hay nói với anh em á là
hôm nay em lên cho anh em đủ ba con Maru luôn anh em. Maru 20, 23 và 26 luôn ha. Thì cái nó khác công suất thôi chứ về máy móc linh kiện là như nhau. Vừa bền, vừa tiết kiệm xăng, chạy đầm và phụ thùng thay thế sau này cũng rất là dễ. Cái con Maru này mới hay ở chỗ là giống như mấy con Hitachi hay Tanaka hay gặp đó anh em, là cái phần áo bô á nó làm phình hơi to ra. Anh em gờ vô nè. Đó, nhiều khi mình cắt cỏ gì đó mình lỡ có đụng vô cũng không có bị phỏng nóng tay mình nha anh em. Nó hay ở chỗ này nữa nè ha. Rồi C9 giá 1.8 triệu nha. C10. Đúng là bốn thì nghe tiếng nó khác anh em, nó kiểu như nó nhỏ nhẹ hơn, đậm hơn ha. Còn hai thì nó hổ báo hù hùng ha. Găng tay thì em gu luôn nha anh em. Con này là con Honda GS25, công suất của nó là 1:1 nha anh em, 1.1 HP á. Con này là tình trạng zin hết luôn nè, bình xăng con zin cho anh em. Dây xăng thì có thay nha anh em, tại vì về nó bị một hết trơn, mất một cái thay thôi. Đa phần máy bãi thì về là phải thay dây xăng hết, cái đó là điều hiển nhiên thôi nha anh em. Áo con này thì đó hao hết luôn nè. Với lại cái con này nó có ở trên cái áo bô á anh em, nó có thêm một cái gọi là cái miếng, gọi là cái miếng cách nhiệt á anh em, đúng rồi, gọi là cách nhiệt á em, nhìn nè đó, cách nhiệt cái bô ha, tem mát đầy đủ nè, bắt in cho băng rồi luôn nha anh em. Bình xăng lớn là bình zin nè, này là bình chứa nhớt. Thì xăng thì anh em xài như xăng anh em xông đá ha, hết xăng cứ chăm thôi, xăng bình thường, xăng trắng anh em, A92 hay 95 gì cũng được, thằng này thì nó không có phân biệt gì chứ. Có cái nhớt nè, thì anh em phải nhớ giùm em là nhớt 4 thì nhớt xe Honda nha. Ở trong lốc thì nó có dập chữ Honda cho mình luôn nha anh em. Ở đây nó có dập chữ Honda gửi 25 cho mình luôn nè. Sau này là chữ gửi 25 ha. Số xe ghi máy nè, 12738828 ha. Rồi công tắc ăn. Tâm con này thì nó là tâm liền, tâm nhựa nha. Thì con Honda này nó chuyên về cho anh em là cắt cỏ cho bơm nước nha anh em. Em hay có giải thích cho anh em, ví dụ tâm liền với tâm gời á, thì cái tâm liền thì dòng tua nó sẽ quay nhanh hơn hằng tâm gời. Nếu anh em không có nhu cầu tháo gời để gáp xịt thuốc hay là gáp độ chế này kia thì anh em nên lấy tâm liền, thứ nhất giá rẻ hơn và cứ hai dòng tua nó sẽ quay nhanh hơn ha. Rồi tay lái thì là tay lái đôi ga này nha anh em, tay giữ ha, láp đầu bò đầy đủ nè, tem mát trên láp còn đủ cho anh em hết luôn. Honda UMK425, tem đầy đủ nha anh em. Này anh em mua về ví dụ như cho mấy bác lớn tuổi hoặc là cho chị em phụ nữ ở nhà xài á, mình mua máy hay thì mình lại sợ nhiều khi mấy chị quên hay là mấy bác quên xăng pha nhớt á, thì mình mua 4 thì này thì mình chỉ cần hết xăng là chăm, hết xăng là chăm thôi. Mà chạy thời gian thì mình cứ nhớ thay nhớt giùm em, giống như xe Honda đó ha, chạy thời gian mình thay nhớt là ok. Rồi C10 giá 2.3 triệu nha anh em. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là qua Zalo ha. Chào tất cả anh em nha.